Chào mọi người. Chào mọi người. Ngay vừa hôm qua kia thì em nhận được một câu hỏi của một anh ở trên có đăng trên kênh của em. Anh ấy hỏi là con cái nhà anh ấy đẻ xong rồi mà được khoảng 3-4 tháng rồi mà nó chưa thấy salon lại thì như thế là có bình thường hay không, hay là có phải cho uống thuốc gì không ấy. Thì hôm nay em giải đáp làm một cái video để giải đáp câu hỏi đấy cho anh ấy cũng như là cho mọi người nhá. Thì chó cái sau khi đẻ xong ấy tầm khoảng 2-3 tháng nó chưa sa lơ lại là hoàn toàn bình thường nhá. Mọi người không cần phải sốt ruột đâu, tại vì là nó cũng như là người thôi, nó cần thời gian để cơ thể nó hồi phục ấy. Thì sau khi cơ thể nó sẵn sàng, nó sẵn sàng cho một cái kỳ phối giống và sinh sản tiếp theo thì nó bắt đầu nó mới sa lơ lại ấy. Thì mọi người trong tầm khoảng 3-4 tháng nó còn quá là bình thường, thậm chí có những con tầm 5-6 tháng nó sa lơ lại cũng vẫn là bình thường mọi người nhá. Mọi người không nên quá lo lắng về cái vấn đề là tại sao 3-4 tháng mà nó chưa sa lơ lại ấy. Thì mùa phối giống ấy thôi nhỉ? Đúng rồi, nó theo có mùa. Những lúc ấy rất là nhiều cái sao lơ, nhưng có những lúc không có 4 cái nào. Đấy thì em nghĩ là phải theo mùa nữa. Em nhận được 2 ngày mà em nhận được 6 con cái phối. 5-6 con cái phối liền, nó nhiều khi nó cũng theo mùa nữa. Cũng đi mò gái này. Đồ rồi chui luôn cả gầm. Thấy có gái sao lơ cái. Đồ rồi thì con nhập bầu nha em. Thậm chí là gia đình nói cái gì nhỉ? Con đô là mình mất tập trung. À, nói đến kiểu mùa sa lơ với cả kiểu như là con chó như nào thì nó sẽ sa lơ ấy. Ví dụ như là các anh mà muốn con chó cái nó nhanh sa lơ ấy thì các anh có thể nuôi cùng với con chó đực nhé. Không nhất thiết phải là đực Malinois đâu, đực chó đực giống gì cũng được. Khi mà nuôi một con chó cái với một con chó đực gần nhau thì nó sẽ tiết ra những cái hormone, những cái mùi thì nó sẽ nhanh sa lơ hơn. Nó sẽ kích thích con cái nhanh sa lơ hơn nhé. Còn khi mà mọi người thấy chó nó vài tháng chưa sa lơ lại, tầm 5-6 tháng nó chưa sa lơ lại thì nó cũng là bình thường ấy. Mọi người không nên sốt ruột, mà cũng không nên là vội vàng tìm thuốc hay các thứ cho nó đâu. Tại vì là dù sao thì cái gì để nó tự nhiên ấy, bao giờ nó cũng sẽ tốt hơn. Con cái nó cần phải thời gian nó hồi phục cơ thể rồi nó sa lơ lại thì như thế là nó sẽ tốt hơn cho con cái. Và khi mà mình đẻ đàn chó con ra nó cũng sẽ khỏe hơn ấy. Như bạn cái này nhà em là hôm nay đến ngày thứ 10 rồi. Nếu như là thấy quá lâu mà không sa lơ ấy thì mọi người nên chú ý lại chế độ ăn của các bạn ấy nhé. Tại vì nó thiếu chất ấy thì con chó nó không thể nào mà nó đầy đặn cơ thể được, nghĩa là nó không là đủ lực để nó mang thai với cả nó chữa đẻ được ấy thì nó sẽ không sa lơ đâu. Đây mọi người nhìn này, con chó cái phối nhà em này. Nó bằng lưng như thế này. Con chó này tạng phải độ 35-36 cân ấy nhỉ. Quay được lưng nó lại. Lưng vuông hơn ấy. To lắm. Gọi là cân chuẩn đấy. Vuông kinh cạnh. Tương đối là 40 cân, tại vì rất là to. Nó vuông người nó đều như này, nó đủ chất thì là nó mới sa lơ được. Chứ mọi người mà thấy những con chó mà lông nó sơ này, thấy nó gầy này, không bao giờ nó sẽ sa lơ được đâu. Nên là mọi người phải đầy đủ, ăn cho nó đủ chất vào. Anh nói kéo nó ra đi đây. Đồ kìa. Làm cái sợ luôn. Chùi giúp rất là khổ. Xong rồi. Vừa mới phối xong. Đấy, thế nên là các anh trong quá trình nuôi con chó cái bình thường, con nào mắn 1 năm này nó sẽ đẻ 2 lứa. Còn lại bình thường, thông thường sẽ là 2 năm và đẻ 3 lứa. Có những con nó chậm thì 1 năm nó chỉ đẻ 1 lứa thôi. Thế nên là các anh cứ yên tâm, không phải lo về vấn đề là thấy nó quá lâu sa lơ đâu. Những con nào mà nó lâu, nó sa lơ, ví dụ 1 năm đẻ 1 lứa ấy, thì cái đời sống của nó sẽ dài. Cái con này, cái tuổi thọ của nó ấy, nó sẽ dài. Còn những con mà 1 năm nó đẻ 2 lứa thì có khi nó chỉ đẻ được vài năm thôi. Tại vì nó quá cái sức ấy, nó rút quá nhiều canxi của con chó. Mình cũng không nên là phối quá là dày. Thấy nó mấy cái là mình sẽ cho phối luôn. Đúng rồi. Mình nên để cho con chó có thời gian hồi phục. Tại vì mọi người biết con chó này nó không đẻ ít, nó đẻ rất là nhiều. Mỗi lứa trung bình là bây giờ tầm 8 đến 12 con một lứa. Thế nên là mọi người thấy một con mẹ nó phải nuôi cái trong bào thai trong bụng nó tầm 10 con đúng không? Sau này nó ra ngoài nó lại nuôi trong vòng 2 tháng nữa. Thế nên nó rút canxi của con chó rất là nhiều. Nên là không phải là cứ để nhiều là tốt, hay là kiểu như là thấy nó để lâu quá, hoặc là 1 năm mới chưa thấy sa lơ lại mà 1 năm chỉ để được 1 lứa mình sốt ruột đâu. Như thế thì con chó nó rất là khỏe, với cả nhìn con chó nó trẻ ấy. Nhìn con chó cái nó trẻ lắm. Có người vừa sinh con xong rồi cũng có thể là có con lại luôn được, nhưng mà có những người là khi mà cai sữa con xong bắt đầu có kỳ kinh nguyệt lại và lúc đấy bắt đầu có con được. Nên là nó tùy cơ địa. Tùy cơ địa từng người từng con đúng không? Mọi người không phải kiểu như là lo lắng hay quá sốt sắng đâu. Thôi, có gì thì để bọn em dắt con mặt cái khác ra để cho các anh xem. Nếu con cái mà để đạt được đến lúc mà nó sa lơ thì nó phải con kiểu như là người của nó phải đạt bóng bẩy này, người nó phải vuông đầy đặn này. Con này vuông thật. Vuông chỉnh chạy luôn. Rồi.
Xin chào mọi người. Mọi người mà có thắc mắc hay có câu hỏi gì thì cứ comment cho bên em nhé.